Ba cái cây mộc này là bạn phải vừa xem vừa tưởng tượng, bởi vì là một phần cái ngọn của nó là đang ngoài cái lưới. Đây, cây này cao khoảng tầm 3 mét, 3 mét rưỡi. Thoát thân đẹp nhất thì chỉ khoảng tầm 5-60 phân. Còn cây bên đằng này thì hai thân. Đó. Cây bên này nữa thì thân chùm. Có cây đằng này nữa. Cũng được cái cây này nữa. Thoát thân cũng phải được tầm 60 phân. Đó. Mộc ta nhá. Hoa sai mà thơm.